Cháu có hát hay đâu. Đây, quê hương tôi là các bác đang hái chè. Chè rất là đẹp, chè Thái Nguyên đấy. Các bác đang khen thầy Bảo Lâm hát hay. Đó là giọng trời phú, thế không cần phải luyện. Nhưng mà mỗi tội là bất đắc dĩ ở nhà nước bỏ rơi. Xin chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Hôm nay thầy Hảo Lâm làm cái video này, xin phép các cao nhân cho phép thầy Hảo Lâm được chia sẻ cây thuốc quý từ rất lâu đời của các vị lương y dân tộc thường hay sử dụng đến cây thuốc này. Trong dân gian và vẫn thường bí mật đấy, trong dân gian sử dụng cây này từ ngày trước ấy, trong những bài thuốc thì vẫn thường bí mật. Vậy hôm nay thầy Hảo Lâm xin phép được chia sẻ cây thuốc quý này cho bà con. Cây thuốc quý mà không hiếm, cây này quý mà không hiếm nhá. Vậy nên bà con ta chia sẻ thì thầy Hảo Lâm đoán là bà con sẽ rất là bất ngờ về cái cây đó, nó lại có tác dụng hay đến vậy mà bấy lâu nay bà con không hề biết đến công dụng của cây đó. Và đó là cây gì thì không để bà con chờ lâu nữa, thầy Hảo Lâm sẽ nói luôn, đó là cây ngọn đỏ hay gọi là cây thành ngạnh. Chính xác hơn thì vẫn gọi là cây đỏ ngọn hay là cây thành ngạnh. Còn trong thuốc, trong đông y thì người ta gọi cây này là cây hoàng ngưu trà. Đi, chúng ta cùng đi tìm cây đó nhé. Đây là cây này, thầy Hảo Lâm đã hái về đây. Đó là cây này nhá, quý vị và các bạn. Cây này là cây đỏ ngọn nhá, quý vị và các bạn nhé. Thì cây đỏ ngọn hay là cây thành ngạnh ở quê của thầy Hảo Lâm đang sinh sống này là rất nhiều. Cây thuộc thân gỗ, thân gỗ cũng không to lắm, nhưng mà bây giờ thì do thời đại mới nên là khai thác chuyển đổi rừng từ rừng nguyên sinh sang rừng keo, nên cây này cũng dần dần bị gần như tuyệt giống rồi, chỉ còn những cái cây nó mọc nhỏ nhỏ thôi. Đó, thì ở quê thầy Hảo Lâm ấy, cây này và một cây nữa nó rất là giống nhau, cùng họ với nhau, vẫn gọi là thành ngạnh. Nhưng cây kia ấy, để tránh cho bà con phải nhầm lẫn được với cây mà sử dụng làm thuốc thì cây kia nó giống, rất là giống cây này, nên là bà con lưu ý nhé. Lá cũng mọc đối như cây này. Đó, lá cũng mọc đối như vậy. Ngọn cũng đỏ như vậy, nhưng cây kia ấy, thì lá nó nhẵn hơn, và cây này lá và ngọn nó có lông nhá, có lông mịn. Đây lông mịn, đây có lông mịn này,
Đấy, hơi mốc mốc đây. Và thèo lông cũng cho quý vị và các bạn xem luôn, đó là cái cây rất giống cái cây đỏ ngọn này, là cây nào nhé. Đây, nó là cây này. Cây này cũng gọi là thành ngạnh, nhưng chủ yếu là gọi là cây vàng la. Ngọn nó cũng non, ngọn cũng đỏ này. Lá cũng mọc đối, nhẵn. Rất là giống nhau nhé. Rất là giống nhau nhá, nhưng bà con tránh nhầm lẫn nhá. Đó, đó, cũng tương đối là giống nhau. Nhưng để sử dụng trong thuốc và trong các vị lương y hay các thầy thuốc nam trong dân tộc sử dụng thì sử dụng cây này. Cây này sử dụng cây này làm thuốc. Còn cây này là không sử dụng nhá. Cây này là không sử dụng nhá các bác nhá. Mời các bạn ăn nhãn nhá. Thảo Lâm vừa giới thiệu, chia sẻ cây thuốc và vừa ăn quả nhãn. Mời các bác ăn quả nhãn quê hương của thầy Thảo Lâm sinh sống. Rất to và cùi rất dày nhá. Ui. Đó. Đó, cùi rất dày. Đó các bác. Thưa quý vị, là cái cây này là cây thân gỗ nhá, mọc tự nhiên ở vùng quê phía Bắc chúng tôi này, là còn rất là nhiều. Thì theo kinh nghiệm của các vị lương y với người dân tộc ở quê của thầy Hào Lâm này ấy, thì thường hái lá và cành phơi khô sắc uống như nước trà để giảm đau đầu này, mệt mỏi. Cây này uống là nó có tác dụng ăn ngon ngủ tốt, tăng cường sức khỏe. Lá và cành sử dụng có tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu. Đấy, kích thích tiêu hóa, phục hồi sức khỏe sau khi ốm. Và có tác dụng điều trị các bệnh của hệ thần kinh nhé. Nó chống lão hóa. Bảo vệ thành mạch, chống teo não này. Đấy, cây này đấy. Và giảm trí nhớ ở người già. Cây này là cây thuốc uống nó cây mất trí nhớ đấy. Trong các thầy lang ở vùng mình ấy, là cây thuốc này là băm về sắc uống trong cái vị thuốc mất trí nhớ. Mà ngày trước ấy, thì các thầy lang hay gia truyền hay giấu. Nên là thầy Hảo Lâm học được và biết được thì thầy Hảo Lâm lại chia sẻ cho cộng đồng, chia sẻ cho toàn thể bà con để biết là cây này nó có tác dụng như vậy, và tự hái về uống để nó thanh nhiệt và giải độc, tốt cho não và cái người già giảm trí nhớ đó. Rất là tốt. Cây này nó có tác dụng phục hồi sức khỏe sau khi ốm. Sau khi ốm ấy, chúng ta lấy cây này về đun nước uống rất là tốt. Và có tác dụng điều trị các bệnh về hệ thần kinh, chống lão hóa, bảo vệ thành mạch, chống teo não, giảm trí nhớ ở người già đấy. Cây này có tác dụng tốt cho hệ tuần hoàn não và sơ vữa động mạch. Và thời nay ấy, thời hiện đại, công nghệ khoa học của Viện Quân y Bộ Quốc phòng đã nghiên cứu thành công với cây ngọn đỏ ngọn này về tác dụng cải thiện tuần hoàn não, chống bệnh sơ vữa động mạch. Do chế độ làm việc, chế độ ăn uống thời bây giờ phát triển và điều kiện đi lên, nên ăn uống sinh hoạt không điều độ dẫn đến béo phì, kéo theo hàng loạt cái căn bệnh khác như mỡ nội tạng, sơ vữa động mạch hay là huyết áp, đột quỵ, vân vân.
thì cái cây này thì có tác dụng rất tốt trong những trong trong điều trị những cái bệnh đó. Thì các nhà khoa học đã tìm đến cái cây này và thành công trong những đơn thuốc để điều trị căn bệnh đó. Là ngày xưa thì ngày trước thì các cụ kinh nghiệm các cụ cũng hay sử dụng cái cây này, nhưng mà chúng ta không biết vì là lương y rồi là thầy lang là người ta hay giấu thuốc. Tác dụng chính của cái cây đỏ ngọn này là phòng ngừa các căn bệnh về xương khớp, chữa về phòng ngừa các căn bệnh về huyết áp cao này, như xơ vữa động mạch, chống 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 đông máu, tai biến mạch máu não đấy. Và cây còn có tác dụng tốt cho da. Cây này ấy, có tác dụng tốt cho da nhé, tốt cho da và chống oxy hóa, tăng cường trí nhớ, chống lão hóa da cho chị em phụ nữ, giảm mỡ máu này. Nó uống cây này rất là tốt nhé, điều hòa huyết áp, tăng cường chức năng thành mạch. Đặc biệt cây đỏ ngọn này giải độc cơ thể rất tốt, uống trước hoặc sau khi uống rượu bia ấy, đấy, cây này nó có tác dụng chống say. Chống say thì bà con không phải là thầy ở lâm không phải nói là uống cây này vào là uống rượu không say đâu nhé, mà nó chống say là có thể uống được nhiều hơn, mà nó uống xong rượu nó đủ rượu rồi ấy thì về nó không bị đau đầu hay là bị ấy nữa, vì cây này nó có tác dụng thải độc rất là tốt, giảm mệt mỏi do mình uống rượu bia đấy, rất hữu hiệu cho bà con mắc bệnh về tim mạch, huyết áp cao. Và cây còn có tác dụng để kết hợp với những vị thuốc khác trong bài thuốc tắm cho phụ nữ sau sinh và những ai bị mẩn ngứa dị ứng ấy. Đó, cây này rất nhiều tác dụng như vậy. Thì video hôm nay của Thạch Hảo Lâm giới thiệu cái cây ngọn đỏ ngọn này cho bà con biết. Cây này có tác dụng giải độc rất tốt trong dân gian mình ấy, trong các bài thuốc ấy. Nên là các bà con mình đã biết đến cây này thì cứ lấy những cành lá như này băm về băm phơi khô để sử dụng thay nước trà hay nước lọc hàng ngày, uống rất là tốt nhé, không có tác dụng phụ gì nhé. Cây này uống thay nước trà tốt hơn thay nước lọc, tốt hơn là uống lá vối nhé. Đó, thì nội dung hôm nay chia sẻ cái cây đỏ ngọn này của Thạch Bảo Lâm đến đây là kết thúc. Và nếu quý vị và các bạn thấy hay thì nhớ để lại cho Thạch Bảo Lâm một like và nhớ đăng ký kênh của Thạch Bảo Lâm nhé, để Thạch Bảo Lâm tiếp tục làm những video chia sẻ về cái cây thuốc mọc tự nhiên cho quý vị và các bạn biết. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo của Thầy Hảo Lâm. Xin chào quý vị.